quát đến từ cả hai đội tuyển này. Gu công được trên dành cho vị trí của Phát Tâu. Còn đây sẽ là Atrox ở vị trí đi rừng để đối đầu với con bài xin rằng một pha của pha lò này thì thôi rồi, Lượng ơi rồi. Luôn một chiêu cuối bết luôn được cả, đó là tốc biến thì thôi. Đó là một pha thi đấu chắc chắn sẽ có mạng và nhường mạng dành cho vị trí của Remake, bởi vì trận thi đấu này Long là một vị tướng ke, không phải là vị tướng carry, tốc biến bỏ đi, còn gói chất đổ tuyệt vời đến từ vị trí của Remake. Remake trong tình huống này một pha thi đấu phải nói là tôi chào chào lặn, nhưng mà Skyel đã đến rồi. Một pha cầu cổng, pha cầu cổng này trúng cực kỳ điên, pha cầu cổng này trúng ba người, và có thể đây là sai lầm ngược lại đến từ vị trí của Nova. Double kill đã có, thì khe ba người còn ở khu vực đứng trên. Pha tâu có chạy được không đây, làm không. Sao chạy nổi, đại thử thách được tung ra và kích được 4 điểm, có mạng dành cho vị trí của GJ. Bên phía ở đường dưới, FX có tin vui với hai mạng như ở khu vực đứng trên, thì đó là một mạng và hai stack trụ dành cho vị trí của GJ. GJ rất giàu vào dòng này. Có trong cái đó Nian tung luôn cả một cái bom phốt, một cái thảm lửa nâng cấp để có thể bắt được vị trí của Sky, và họ đã làm được điều đó. Một pha thi đấu mà Yami là người mắc lỗi, nhưng sau đó thì bên phía kia đó là vị trí của Sky, với đó là một mạng, hai mạng, vừa một mạng shutdown tiếp tục ngược trả ngược lại dành cho vị trí của Corki. Và bây giờ các thành viên của bên phía đội tuyển đây là hết mana. Có đấy đâu đổi được mạng đến từ vị trí của Yiye không? Hơi tham nhá. Tham quá tham. Anh ta hết năng lượng, anh ta hết năng lượng để đưa ra cú đâm kiếm. Nếu như anh ta có cú lao tới đấy thì anh ta có thể kích hoạt được cái này, cái lại thử thách. Còn đây thì các thành viên của bên phía đội tuyển Nova, nhưng khi mà nhìn thấy ba thành viên ở đó thì cái trụ này đến từ vị trí của Nova sẽ hơi khó lấy. Tiếp tục đó là lốc xoáy bật đại thử thách vào vị trí của QF16. Hết một pha phản đòn tốt và tốc biến, nhưng mà đây cũng là một pha thi đấu sai lầm đến từ QF16 trong tình huống này. Tiếp tục có đâm kiếm và đó là hai mạng dành cho bên phía của đội tuyển Nova. Sai lầm nối của Trao trong tình huống này vẫn sẽ là một pha thi đấu rất căng thẳng đến từ hai đội tuyển này. Long đang muốn tái giao tranh trở lại con rồng này. Sky đang chặn đến vị trí của Long. Long đang chờ những người bạn của mình đến, và đây sẽ là pha thi đấu mũi tên xuyên phá tốt đến từ vị trí của A13 lao vào. Đây sẽ là lợi thế dành cho bên phía của đội tuyển, đó là Nova. Nova lấy được rồng, nhưng bây giờ họ sẽ về được bao nhiêu người? Skyvel lấy được mạng đầu tiên trong trận thi đấu này. Tiếp theo đó là Atrox với mạng của Long. Corki lấy được một mạng đến từ vị trí của Hukong, và Nian vẫn đang xả sát thương là rất nhiều. A13 bây giờ mới đến phải tốc biến để có thể lấy được mạng của Nian. Không lấy được mạng của Nian, và thậm chí rằng đây sẽ là sai lầm đến từ vị trí của con vào đất nằm trong tay của A13. Tốc đây sẽ là sai lầm của Trao rồi. Rồi xong, chắc chắn là đi. Đồng hồ cát được tung ra, anh ta sống được bao nhiêu lâu đây? Và đây sẽ là pha thi đấu xả sát thương. Remake đến từ vị trí của Remake và Nian gói chất thảm lửa tiếp tục, nhưng đây là tốc biến rất tốt đến từ vị trí của QF16, nhưng dính kiệt sức rồi. Sky đang muốn tìm một góc để có thể bắn cầu cổng. Yami sử dụng thủy lôi tâm nhiệt để có thể thoát đi, móc bỏ neo đến từ vị trí của Yami, và bây giờ đằng sau lưng Long đang đánh đơn côi một mình, bán người thương được tung ra, anh ta lấy được một mạng, không lấy được thêm mạng của A13 trong tình huống này. Nhưng bây giờ Remake và Yami sẽ của đó là Yiye đã đến chưa? Yiye chưa xuất hiện, và bây giờ bắt đầu muốn giao tranh. Lượng rồng mất đi cho mình đó là 1/3, và đây là một pha thi đấu bán người thương lao và bắt vào vị trí của Skyel. Long có dịch chuyển đến từ vị trí của Yiye. Sky đang mất rất nhiều máu, siêu bom địa ngục cực kỳ đau đến từ vị trí của Remake, và Nian đang thoải mái xả sát thương cùng với đó là Remake ở đây. Đây sẽ là tan vỡ đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển đó là FX. Không ai tìm được vào vị trí của Nian cả, và Nian đang một mình một ngựa xả tất cả những gì họ có ở trong trận thi đấu này, đó là Hybrid Carry Corki ở trong game thi đấu này, lao vào cầu cổng. Có chắc là ăn được không? Mất cho mình giáp thiên thần là chắc chắn, bởi vì bên phía của đội tuyển Nova họ đã có rồng ngàn tuổi, và đây sẽ là chiến thắng dành cho Nova ở trong trận thi đấu này. Đánh macro là quá hay và đỏ lòng, kèm theo một cái dịch chuyển đến từ vị trí của GJ nữa. Và đây là một pha thi đấu sử dụng lần hai bán nguyệt thương lao vào, không cản nổi đến từ vị trí của Nova, và đây sẽ là chiến thắng dành cho Nova ở game thi đấu đầu tiên trong cặp đấu EU3 này. Long cũng muốn đánh một chất tướng có nhiều áp lực hơn ở trong giải ban đầu, bởi vì khi mà chúng ta thấy được cái đội hình này của bên phía Fnatic Phoenix, cái khả năng chạy trốn khi mà bị tiếp cận bởi cú đâm tả xương hữu đột, nhưng mà kết hợp đầu tiên là cái cú đâm bùng nổ tốc biến nó không thành công, và bây giờ anh ta thậm chí còn bị hất ngược về. Có lăn bụng không? Bây giờ mới lăn bụng, và đó là một pha siêu đấu chồng chiêu rất hay đến từ vị trí của Nian kết hợp với Senna của Remake. Sai lầm đã có, và nó xuất phát từ tân binh đi rừng của bên phía đội tuyển Fnatic. Có khởi động được không? Và Long đang chờ sát ở đây. Một nhịp nữa thôi, đờ y đi đến từ vị trí, đó là vị trí của người chơi Lucian nằm trong tay của Sky. Và rất bình tĩnh để đấu rất nhanh, phải cần biến về tốc biến lao vào với thả súng hữu đột. Đó là cả tốc biến sử dụng cho mình, đó là thủy lôi tập nhiệt nữa. Và đây sẽ làm pha gọi là ăn hai đến từ Fnatic Phoenix với hai cái tốc biến thành công vừa rồi trong tiếng vừa rồi như đã nói rồi. Đang là một câu chuyện khó, bởi vì đối phương đang có quá nhiều những đề một tình huống, và sẽ đi thẳng luôn cái vị trí của thành viên bên phía của Fnatic Phoenix. Họ đang dùng sát thương vào với vị trí của Chao, và Chao biến mất là rất nhanh và đang có góc để đánh thêm một lần nữa. Ui, anh dùng vào kinh lực ba người sát thương dồn ra đến từ con Revive này, còn quá nhiều đến từ pha tàu, nhưng đang bị cô lập đây, bị nằm xuống rồi. Như dê muốn chém hai trong pha thi đấu này, vẫn còn đó là dàn sau Remake cùng với cả Yami, liệu đánh được hay không đây? Đang hơi lớn, nó sẽ yêu cầu EJ phải ra đây một cú mở, và tiếp tục đang chạm vào vị trí của Chao. Chao này có lẽ sẽ hết đồng hồ cát rồi, nhưng bên này thì
con Gragas này đi. Cũng đã biến mất rất nhanh trước khả năng rồi. Phát bóng Phoenix nó sẽ đủ thì sao? Đây là một pha thi đấu mà đang muốn vào. Thùng giữa đổ là tốt hơn tung được, họ đang cố gắng ra sát tường. Và vị trí Kitty 16 cái gì sao bấm cho mình đồng hồ nhưng vẫn đang bị đu bám theo đến từ vị trí của Long. Và đó là dứt điểm. Và đó một tình huống trả ngược lại. Một mạng ngã gục của tôi, một bên mất một, vẫn đang đánh nhau tiếp. Cú lốc là tốt. A13 vẫn đang phải bấm cho mình đồng hồ và đã xả ra được thì xuyên sau. Cái tường gió này bắn là rất nhiều trong pha thi đấu này. Tường gió tốt ràng buộc hai. Họ vẫn đang có thể chuyển đổi thêm một nhịp nữa. Sóng âm gắn chủ công cho bay vào mà thôi. Nhưng ta cũng đã lên bảng điểm số phía bên này. SkyML đang bị cô lập. Back lại thì có thêm một từ từ đã phản đòn nó tung ra. Và đây là một pha thi đấu trao sử dụng luôn cho mình, đó là thủy luân tâm nhiệt. SkyML còn rất khỏe ở đây. Và đây sẽ là một tình huống mà có lấy thêm được ai không. Tường gió chặn ra là khá tốt. Vẫn có thể bắn đến từ vị trí của Sky đang cố gắng hồi phục cái truy cùng diện tật của mình. Và đây là pha thi đấu mà anh ta sẽ có mạng. Đây là pha sấy phải nói là máy như vậy chưa. Ui, thùng rượu nó mất rồi, mất một công cụ. Và đây wow, tam bộ kiếm bốn người, tường gió được tung ra, tả sức hiệu độ lấy được mạng của đó là người chơi bên phía của đội tuyển, đó là Nova. Nhưng vẫn sẽ là giành chiến thắng ảo thật. Liên tục là những cú ảo tung chảo đến từ cả hai đội tuyển này. Đấy là một pha thi đấu mà hất tung được bốn người. A13 cũng tương tự là như vậy. A13 đứng ở góc tường gió và anh ta phải lách ra một nhịp. Và khi lách ra đó là quá muộn rồi. Và đây là một pha thi đấu dồn chiêu vào vị trí của Yami. Yami sử dụng cho mình đó là đồng hồ cát, chưa sử dụng đồng hồ cát. Một pha sử dụng cho mình chiêu cuối lăn bụng hơi bóp đến từ vị trí của Yami. Anh ta khiến cho một người bạn của mình phải lên bảng điểm số. Còn bây giờ SkyM anh ta vẫn có thể thả diều được. Và Long có sống được không? Long sống được trong tình huống rồi. Ít nhất đó là một pha thi đấu tạm gọi là thành công. Nhưng ở đây YJ anh ta hoàn toàn chiến thắng Revenge trong một kèo solo 1-1 ở đây. Cũng không phải là có thắng quá lớn đâu. Ui, anh ta tốc biến vào. Anh ta có mạng, anh ta có thể ăn vào thi đấu này. Tốc độ chém mà con Fuera này đó là quá kinh khủng. Và đó là một tình huống xử lý kỹ năng rất tốt đến từ YJ.